Hello mọi người, Diễm Quỳnh đang ở quán Buddha Chay 31 Đặng Tất. Đây là biểu tượng của Buddha Chay vào tháng 4 năm 2023 nha mọi người. Và đây là những nghệ nhân cắm hoa rất là dễ thương của Buddha Chay. Hello chị tên gì? Chị Khuê. Cảm ơn chị Khuê và nhóm bạn của mình đã đến Buddha Chay thực hiện công trình tháng 4 nha. Tháng 4 là tháng của chị Hai đó mọi người. Còn bên đây là bé đẹp, một gương mặt rất quen thuộc của Facebook Diễm Quỳnh. Xui ghê, xui quá vào đây. Xui quá. Cho mọi người xem sơ qua nha, khi nào mà hoàn tất rồi sẽ có đăng hình ha. Hey, đẹp quá à. Dạ, xin chào mọi người ạ. Em đang ở 31 Đặng Tất, Buddha Chay 1. Và đây là nhóm của chị Khuê, nhóm nghệ nhân cắm hoa. Anh chị ngồi bấm tim liên tục. Đây, xin mời mọi người coi. Anh Dũng, anh có thể cho biết được tình hình hiện tại của bên ban tổ chức mình và chương trình chính tháng 4 như thế nào không? Chuỗi hoạt động của tháng 4. À, đó mình sẽ qua bên đó nha. Ok. Mỏi chân quá. Thì chủ chương trình có trên fanpage của các em, của các cháu trong nhà nha quý vị. Và cũng như là trên trang của Diễm Phạm và của Trang Nguyễn, hay là của cháu Trường Sang và Duy Juno. Các em, các cháu đều post các chuỗi chương trình tháng 4 trên đó hết. Vì đây là tháng 4, tháng của chị Hanh, có rất là nhiều hoạt động nha quý vị ha. Mọi người có lên đó xem nha. Diễm Quỳnh thì cũng xin phép đại diện gia đình xin được giới thiệu thôi. Dạ, nhưng mọi thông tin chi tiết là có trên poster hết nha quý vị ha. Xin chào mọi người. Xin chào Huỳnh Trang, anh Truyền, Thúy Hằng, Huỳnh Trang, Nguyễn Kiều, Diễm Ngọc, Nguyễn Hương, Phạm Lê, Nguyễn Lương, Phạm Nhã Linh, Thảo Thảo, Cao Tùng, Huỳnh Thùy. Xin chào bạn tên tiếng Hoa không biết đọc. Nhĩ Hào, Ngọc Tuyền, Khôi Lê, Huyền Nguyễn, Ngô Hải Phượng, Nguyễn Thị Đông và Dương Khánh Quyền. Xin chào tất cả mọi người. Nếu mà Diễm Quỳnh có sót tên qua thì mọi người thông cảm nha. Bây giờ chúng ta đang đi một vòng. Xin chào cháu Trường Huy, ca sĩ Trường Huy. Trường Huy cũng là một gương mặt ca sĩ tham gia trong cái live show sắp tới vào tháng 4 nha quý vị nha. Một giọng hát trẻ nhưng mà có một cái giọng rất là đặc biệt. Xin chào Huỳnh Trang, xin chào Thẩm Lê, xin chào Mỹ Hạnh. Xin chào Mỹ Cầm. Xui ghê. Dạ con chào Mỹ Bảy rồi. Bảy rồi, cô không phải là mẹ, cô là con, cô là cháu rồi. Dạ, đây từ từ. Hello Nguyễn Thị Đông. Dũng ơi, Huy nó gọi em bằng mẹ luôn kìa. Không được nha, cô chưa có gia đình. Hello đây con. Con xin chào mọi người đây, hai đi. Ok, đây là thực khách của Buddha Chay nha quý vị nha. Có đủ mọi lứa tuổi nha. Cảm ơn gia đình con là đến với Buddha Chay nha. Cảm ơn chị.
Dạ thôi giờ này em ốm lắm rồi, không ăn chè đâu. Nguyễn Thúy. Xin chào bé Nguyễn Thúy, xin chào Huyền Nguyễn. Để con qua với mọi người ạ. Trường Huy kìa. Trường Huy, để con qua với mọi người ạ. Ok, bà Dũng nói con có thời gian thì con qua đây phụ mọi người ha. Ok. Xin chào Mỹ Hạnh, xin chào Phạm Nhã Linh. Hello con. Bé có đi làm không? Phạm Ánh Nguyệt. Dạ, xin chào chị Nguyễn Kiều Diễm Ngọc. Có. Có không? Mẹ ghẻ con có bệnh không? Có. Có mẹ ghẻ, có chú ghẻ, có cô ghẻ. Anh chào em. Em chào anh Trinh. Vân Vy, hello. À, chị tới cũng lâu rồi đó. Hello Trinh, mới đi chùa dạ, quên mới đi đám của nhà thầy Tân về nè Trinh. Đang bên đây nè. Xin chào Thủy Lê, xin chào Nguyễn Thị Bé. À, cảm ơn, xin chào Hoa Hồng Đỏ. Dạ, thì đây là hoạt động tại quán chay Đặng Tức. Hello Huỳnh Thùy, cho mọi người xem không gian nha. Đây là thực khách. Chơi chơi à. À, hôm nay mình ăn chay đó. Trời ơi, tỉnh từ hồi sáng rồi, trưa người ta đi đám ma luôn rồi. Đám ma của mẹ thì Tân đó bạn Phước đó. Đi vừa mới về tối luôn á, Trinh ơi. Thiệt tình á, mô Phật 31 nha Trinh. Hello Lê Quanh, hello Ngọc Quế. Hello Đặng Thị Mai, hello Tú Anh, xin chào mọi người. Tranh thủ cuốn cuốn cái thảm lại cho nó khô luôn. Hello Ruby Phan, hello Thu Phạm. Dạ em chào chị Thu Phạm, em khỏe à chị, cảm ơn chị. Hello Nguyễn Hồng Minh, hello Lý Thùy Linh. Hello mọi người. À, mọi người vẫn đang hoàn thiện. Đây là xong chưa bé đẹp? Em vẫn chưa xong nha mọi người. À, mọi người đang nghỉ ngơi chút xíu, relax chút xíu. Rồi sau đó sẽ tiếp tục. Và em sẽ và Vinh Trang sẽ post lên cho mọi người xem. Đây là con thuyền hoa sen. Dạ. Hello Si Hùng, hello Phong, khỏe hả? Dạ đúng rồi, tháng 4 yêu thương, tháng của chị Hai. À, mọi người thương mến chị Hai thì chúng ta có thể tham gia vào các chương trình. Như ở Sài Gòn thì có chương trình ở Phường An Nhiên, Hải Phòng là có chương trình 9 tháng 4. Hello Vạn Gia Rin, hello Hường Đặng, hello anh Nguyễn Văn Truyền. Và sau đó là chương trình ở Hải Phòng. Nói chung là các tỉnh đều có và Đà Nẵng cũng vậy nha quý vị nha. Dạ, nhanh quá. Hello Huỳnh Trang, hello Châu Trần, Dương Khánh Huyền. Hello Hệ Thân, hello Nguyễn Trang. Hello Trần Su Su, xin chào mọi người. Quá tai quá. Chưa có gì đặc biệt. À đúng rồi, hello Trường Huy. Thắc dậy á con, tại vì mọi người làm cho nó xong á. Ngày mai mùng 1 để đón mọi người nữa. À, dạ có nha, chương trình đều có các bạn đã tham gia hết. Ừ, lúc nào chị Hai cũng đẹp đó. Xin cảm ơn mọi người. Dạ hello Bích Duyên, Diễm Quỳnh cũng không biết nữa. Chắc là trong Sài Gòn thì Diễm Quỳnh hân hạnh được tham gia một hai chương trình thôi. Còn ở tỉnh thì chắc Diễm Quỳnh không có đi được á. Thì con vô con hello cô mà phải không? Hello Mỹ Trang. Huy ơi con có qua không? Hello Linh Thùy, hello Nhung Lê. Dạ đúng rồi Châu Trần ạ, ở này ở quận 1 ạ. Dạ đây địa chỉ đây ạ. 31 Đặng Tức. Có những bạn không? Thì ai biết nó đòi ăn con chim trai á, chim nào. Giờ ăn nhiêu?
Bây giờ gì đi lấy được không? Ngồi đi em. Em ơi, con ngồi đi, em ngồi đi. Ngồi đợi đi. Ok con, ok Huy. Hello Ngọc Như, hello mọi người. À, như tạm thời như vậy là em đã livestream cho mọi người không gian tạm thời rồi nha. Giờ chắc em off quá. Để cho mọi người đây ăn uống rồi à. Sau đó mọi người còn làm tiếp công việc nữa. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay. Rồi em off lên nữa em live tiếp nha, đừng buồn nha. Có mấy bạn không? Cô Hello Quỳnh Tuyền. À không, con mấy đứa nhỏ nó đi ở nhà tập đi thu âm rồi. Mấy đứa nhỏ đi thu âm rồi ha. Thì dạ cảm ơn chị Châu Trần có thời gian thì ghé qua đây ăn luôn nha chị nha. Hello Hoàng Minh. Có muốn off với mình, người ta mới dẫn người mới nhảy vô hoài. Không off được. Em xin phép mọi người em off nha. Đi đến đó ở đâu? Dạ ở quận 1 chị. Hello Tô Ánh Tuyết. 31 đặng thức cho quý vị nha. Xin cảm ơn mọi người. Chúc mọi người một buổi tối thật vui vẻ.